với mức độ cho khói mọt cong vênh cũng như là chịu được ảnh hưởng của thời tiết rất là cao. Và bây giờ mình xin đo cho mọi người xem kích thước lật lòng của chiếc giường này. Với phần chiều ngang là 1m và phần chiều dài là lên đến 2m. Vô cùng rộng rãi và thoải mái cho gia chủ. Và phần dạng khoảng này được chúng tôi làm theo dạng khoảng 2 tấm. Rất là thoải mái. Mọi người có thể để nệm hoặc ngủ trên chiếu nè, ngủ không cũng rất là thoải mái. Và bây giờ thì mình xin đi đến phần đuôi giường. Với phần thiết kế siêu dày dặn, dày lên đến 10cm. Và phần đục chạm nổi ở bên trong, phần này dày 3cm. Và phần dưới thì lên đến 5cm. Vô cùng biết, với những đường chạm khắc tay được những người nghệ nhân sơn đông chúng tôi có tay nghề cao bỏ tâm huyết vào, những đường đục khoét và trên bông vô cùng rộng, vô cùng tinh tế và sắc sảo. Với hình ảnh là lấy hoa hồng làm chủ đạo và những phần viền làm từ hoa lá tây, mang đến một phong cách cổ điển châu Âu, làm cho không gian phòng ngủ của quý khách vô cùng rộng và sang trọng. Và với phần thân giường này lên đến 25cm, mọi người có thể để nệm dày trong khoảng từ 10cm đến 25cm rất là thoải mái. Và bây giờ thì mình xin đo phần thân ngang giường của cho các bạn xem. Là lên đến 30cm với những đường vân gỗ chạy đều được chúng tôi tuyển chọn rất là đẹp của gỗ vỏ đỏ. Và phần gầm giường là gần 20cm giúp cho mọi người có thể dễ dàng trong việc lau chùi dọn dẹp. Và bây giờ tôi xin quay góc nghiêng của phần đầu giường cho các bạn được thấy những đường nét đục chạm tay vô cùng nổi. Nó đòi hỏi những người nghệ nhân sơn đông có tay nghề cao mới chạm khắc được bộ giường như thế này. Phải nói là với mức giá 87 triệu đồng thì mọi người đã có thể sở hữu ngay một chiếc giường siêu đẹp như thế này cho không gian phòng ngủ của nhà mình.